Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Lâm Sài Bình Dững. Thì bữa nay là thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022. Thì mình tiếp tục cập nhật giá sài cát và lọc nha các bạn. Thì bữa nay mình cập nhật giá cát và lọc chứ giá Đài Loan thì hiện tại khu vực Cao Lãnh Đồng Tháp là vừa tạm ngừng ăn nha các bạn. Thì giá sài cát và lọc là mình bữa nay mình báo là giá số lùa, là vô vườn mua là số lùa nghe các bạn, là giá từ 35 tới 40 ngàn. Mình xin nhắc lại giá thu mua sài cát và lọc tại vườn mua lùa hay gọi là số lùa là từ 35 cho tới 40 ngàn ha. Thì mình chỉ nắm được cái giá số lùa thôi, còn giá 33 úp hay là 400 úp gì đó thì mình không có nắm được. Mình chỉ cập nhật cho các bạn tham khảo nha. Thì em Trường ở Dầm Cống là vẫn là tiếp tục thu mua sài cát và lọc nha. Thì số điện thoại mình ghim trên màn hình, anh em nhà vườn nào có cần bán thì alo trực tiếp em Trường nha. Thì các bạn, đây là cái vườn của ông bác mình, thì kích cũng lâu rồi các bạn, nhưng mà xài thì nó cũng gai gai nè. Như các bạn để ý ở phía sau nè, đó cũng gai gai thôi. À, nói chung cũng có gai các bạn, nói chung là nó có cây gai cây hông các bạn. Như cây này là nó ra là dư bông luôn nè. Mình zoom cho các bạn xem nha. Và khủng khiếp luôn. Đó. Thì cũng tùy theo cây chứ không phải là, nói chung cái vườn này nó cũng ngập nước nha các bạn. Đó, vườn này là ra dư bông luôn. Bông khủng khiếp luôn. Cây này chứ. Ra nè. Nói chung là đợt này mà nếu mà anh em nào còn xài mà chưa đi lọc kích đó, có lý lắm các bạn. Mà nó ra không có đều vườn các bạn ơi. Cây ra cây học nha. Còn đây là mấy cái cây sài cát chu của ông bác mình các bạn. Nói chung là đậu rất là nhiều nha, đậu như dâu luôn. Nhưng mà trái thì nó cũng không được đẹp hơn, là do là mưa, quá mưa các bạn. Cứ cách vài ngày là mưa, cách vài ngày là mưa. Thì bác mình cũng 4-5 ngày cũng có xịt rửa đó các bạn. Nhiều khi mưa dầm cũng xịt rửa luôn. Nhưng mà cũng có dính trái đen nha các bạn. Nhưng mà cũng ít đó. Như hiện tại mình đang quay cho các bạn là sáng sớm là trời mưa luôn, hiện tại đang mưa lâm râm luôn đó các bạn. Thì hai tuần nay nói chung là cứ mưa lai gai hoài, bông đang nở rồi nói chung là xịt cũng tốn công tốn thuốc lắm các bạn. Thì video hôm nay mình đến đây là kết thúc nha. Những anh em nhà vườn nào mà mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn qua chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha các bạn. Tôi xin chào các bạn.